Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Vườn Mai An Thịnh. Thì hôm nay em cũng giới thiệu sơ lược một số cái sản phẩm mai thơ Tết bên vườn em á. Thì đầu tiên thì em cũng xin giới thiệu sơ lược về cái vườn của em mà nằm ở địa chỉ 141 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12. Số điện thoại của em là 0904773738. Quý cô chú anh chị nào có nhu cầu cần thuê cây mai chơi Tết á thì có thể liên hệ em qua số điện thoại hoặc tới địa chỉ vườn em trực tiếp để xem cây nha. Thì em xin nhắc lại số điện thoại của em là 0904773738, em tên Lộc. Địa chỉ vườn là 141 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh nha. Thì hôm nay em cũng quay sơ lược một số mặt hàng cây chơi Tết bên vườn em. Thì giá thuê từ 5 triệu cho tới vài chục triệu nha mọi người. Đó. Thì cây hiện tại em chỉ giao ở khu vực Sài Gòn được thôi. Còn nhiều khi giao khu vực phía Bắc thì có thể là nó không kịp lên bông để giao khu vực phía Bắc mọi người ơi. Thì nhiều cây khu vực phía Bắc là phải lên bông rồi mình mới giao được. Cái này nó cũng hơi trễ nè. Cây này mình giao đi Ninh Bình á. Thì giao đi nó cũng hơi trễ rồi. Chuyến xe cuối cùng là 23 phải đi ấy. Mà bông thì nó lên chưa có tới lắm, cây lên bông tới thì mình mới giao đi được nha mọi người. Thì mọi người thông cảm nha mọi người, ví dụ sang năm mọi người có nhu cầu thì mọi người nhớ điện thoại alo em trước nha để đặt hàng á, thì em mới giao đi khu vực phía Bắc được. Còn hiện tại khu vực phía Nam thì đó, những cái dòng cây ở đây, những cây tầm nhỏ chung chung về giá thôi 5 triệu một cây nha mọi người. Thì mọi người có thể tới vườn em hoặc liên hệ em để em tư vấn nha. Đây những cái dòng cây thấp tiền, giá cho thuê tầm 5 triệu. Thì hiện tại bây giờ chưa lên bông đâu nha mọi người. Hiện tại chưa có lên bông đâu thì nó mới lột vỏ chấu ha. Những cái cây này là đi đúng Tết nha mọi người. Thì cây nếu mà đặt bên em thì tầm khoảng 28 em sắp xếp em giao nha mọi người. Tại vì cây mình phải phơi cho nút nụ nó lên đạt chất lượng thì mình mới giao cây được nha. Em mới giao cây được nha mọi người. Thì cũng quay sơ lược một số quang cảnh trong cái vườn em hiện tại thì cũng có một số cây để giao cho khách rồi. Bên em thì làm giống chủ lực là giống siêu âm Sài Gòn. Chỉ có vài cây giảo lá gai dưới Thủ Đức thôi mọi người ơi. Những cây lên bông sớm mà để khách hàng đặt cần nhu cầu chơi sớm tầm khoảng 25 Tết á, khách hàng nhu cầu chơi sớm á, em vẫn có cây nha. Những cái cây mà chơi sớm đó, này là 25 là bông nở nha mọi người. Cái này mặt hoa siêu bông Sài Gòn nè. Đó, dòng cây chơi tất niên công ty mọi người. Còn một số cây mẫu bonsai, những cây này đi đúng Tết nè, bắt đầu đi đúng Tết, nút nụ bắt đầu mới bắt đầu chớm lên thôi. Còn đây là cái cây em đã giao khách rồi, 25 em giao khách. Một số dòng cây lớn, cây trực phom cao. Hôm qua em có chở dao một cây đi rồi. Cây tông lùng. Cây bên kia thì em đã giao lưu rồi. Cây này thì nốt hầu quá trời nốt lâu luôn. Nhìn nó xuống. Cây này em đã giao lưu với khách rồi. Nói chung hiện tại trong vườn thì còn rất là nhiều loại cây. Nói chung nhiều cây VIP lắm mọi người. Thì mọi người có quan tâm thì có cho mọi người chịu khó tới vườn em xem cây thực tế nha. Em chỉ quay sơ lược thôi, tại vì hiện tại cũng một số cây là cũng che cái đới, là nhiều khi thấy sót cây quá mọi người. Nói chung sót cây lắm, cây mà nắng nóng người đứng mà mình muốn héo luôn mà mình để phơi cái bộ rễ ra như vậy thì nói chung tội nghiệp cái cây lắm. Dòng cây này em 25 em giao khách đặt chơi tất niên đó mọi người. Vườn em thì giống chủ lực là giống siêu bông Sài Gòn không à. Đây là cây để bằng khách nè. Lúc nụ bông đều rang.
Nói chung bên em thì giá thành nó đủ mọi loại giá hết, giá tôi từ 5 triệu cho tới vài chục triệu. Thì quý cô chú anh chị nào có nhu cầu thì anh chị, quý cô chú anh chị có thể tới vườn mình xem cây thực tế nha, nếu mà ở khu vực Sài Gòn. Những cây này thì cái form nó dạng như sảnh cái villa đâu á, còn đây là cái cây ví dụ sảnh khách sạn nhu cầu văn phòng rồi em đều có hết nha, những cái mẫu cây mà thôi để nhu cầu để ở văn phòng, bố trí văn phòng nữa thì em đều có hết, những cái dòng cây to to cũng có luôn nha. Cây này là cây 80 mấy hoành, gốc tới quý 80 mấy hoành, hoành chuẩn 80 mấy, còn đo ấy thì chắc hơn, mình nghĩ hơn á. Những dòng cây bonsai, dòng cây bonsai nốt nậu sẽ khỏi bàn rồi, dòng cây bonsai. Mình xin nhắc lại nha mọi người, thì vườn mình ở địa chỉ 141 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Thì số điện thoại của liên lạc của mình là 0904 773 738. Thì quý cô chú anh chị nào có nhu cầu thuê cây chơi Tết thì quý cô chú anh chị mình có thể tới vườn xem và tham quan trực tiếp nha mọi người. Dòng phong cây to, dòng bonsai đại, dòng chung đầu giờ cháu nó bung rồi, dòng dòng chung trong này thì giá thuê nó tầm khoảng 10 tới 15 triệu mọi người, tùy theo cây. Thì mọi người muốn có nhu cầu gì mọi người cứ tới vườn em xem và tham quan trực tiếp nha mọi người. Dòng cây dài nói chung là dưới 10 triệu, những cái dòng cây dưới 10 triệu, những cái cây cỡ này thì tầm khoảng 5 triệu một cây mọi người, giá thuê tầm khoảng 5 triệu một cây. Những cái cây nói chung, cái cây này là mình đã cho thuê rồi, cây này mình cũng đã cho thuê rồi, đã chốt rồi. Còn một số cây anh chị nào có nhu cầu thì chịu khó tới còn em xem trực tiếp nha. Này 23 quý cô chú anh chị nào tầm khoảng 23 quý cô chú anh chị mình cứ tới vườn là sẽ rõ được cái bông cái hoa, nó nói chung là nó sẽ mình biết là được là cái nụ của mình, cái cây của mình lên đạt hay không nha. Có một cây nhỏ nè, năm nay đưa đi tao đàn chơi vui nè mọi người, cái này mình đưa đi tao đàn nè. Cây gió lùa nè, cây lùa, cây phía trong thì đã cho thuê rồi, hiện tại còn cây phía trong thôi. Một cây độc bạ nè, nút nụ nè, nút nụ thì thôi khỏi bàn. Rồi thôi, buổi chiều hôm nay em cũng giới thiệu một số cây sơ lược trong vườn của em, dành cái những cái dạng cây cho thuê mọi người. Thì cái giá thành nó từ 5 triệu cho tới vài chục triệu. Thì quý cô chú anh chị nào có nhu cầu mà thuê cây trưng Tết á thì có thể tới trực tiếp tại vườn ở địa chỉ 141 đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh các bạn. Anh chị cứ có thể gõ lên Google Maps, anh chị có chỉ đường tới vườn mình nha. Còn không có thì anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại của em là 0904 773 738 để em hỗ trợ tư vấn cho mọi người cho nó kỹ càng xíu nha mọi người ơi. Rồi em xin phép kết thúc clip ở đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem clip ạ. Em xin chào tất cả mọi người ạ.